Xin chào mọi người. Ngày hôm nay mình lại tiếp tục lên rừng để đi thu hái thuốc. Và mình bắt gặp được một cái khe, cây thạch sâm bô nó mọc rất là nhiều mọi người. Nên mình quay video này để giới thiệu tới mọi người loài cây thuốc này. Ở đây là một cái khe nước rất là lớn mọi người. Phía dưới này, kia là rất là lớn. Nhưng mà đây là đầu ngọn nguồn mọi người. Mình đi lên tại trên đỉnh rồi. Cho nên là cái khe suối này giờ nó khá là bằng phẳng và rất là trống. Phía dưới kia là đá rất là nhiều mọi người. Đá chênh vênh luôn. Mình leo rất là mệt. Nhưng mà lên đây là nó bằng phẳng. Cho nên thì cây thạch sâm bô này nó mọc rất là nhiều mọi người. Đây mọi người. Cây của nó đây này. Đấy. Cây này nó mọc trên đá cho nên nó mới có tên gọi là cây thạch sâm bô. Còn cái cây này mà mọc ở dưới mướng mảng đồng ruộng thì gọi là cây thủy sâm bô mọi người. Cái thân của cây thạch sâm bô này nó khá là dài, giống như thân của con rể. Đấy mọi người. Mình đưa lên phía trên này, mình sẽ quay cho mọi người thấy. Cái này nhổ lên rất là thơm mọi người. Cái thân của nó rất là thơm. Thân của nó có thể dài tới 1 mét, thậm chí là hơn. Những cái cây thạch sâm bô mà mọc ở trên khe suối này mọi người, thường thường nó bám vào đá. Cho nên cái thân của nó gầy hơn so với cái cây mọc ở dưới bùn đất mọi người. Cây mà mọc ở dưới các cái mương á, bùn lầy á, hay là ruộng trũng á, thì thân của nó rất là lớn và rất là mập mạp. Nhưng mà cây này mà mọc ở trên đá thì thân của nó rất là nhỏ, không lớn lắm, không mập. Nhưng mà chất lượng thụt thì cực kỳ là tốt mọi người. Thụt này khá là dài đó mọi người này. Ở đây khu vực này rất là nhiều. Chút nữa mình sẽ thu hái một bi để về làm thuốc. Đây nữa mọi người, vùng này rất là nhiều này, những cụ rất là dài mọi người. Cụ này nó đã dài như 50 phân rồi mọi người, nửa mét đó. Bây giờ mình sẽ đi cùng cái khe này và quay cho mọi người thấy. Chút nữa mình thu hái xong. Đấy. Khe này ở trên đỉnh núi mọi người. Đây là cái khu vực trên đỉnh núi rồi. Cho nên là khe suối nó nhỏ hơn và nó bằng phẳng hơn. Nước chảy nó êm đềm hơn mọi người. Nhưng mà khi nãy ở phía dưới kia, dốc đá chéo leo, những hòn đá rất lớn. Cây này cực kỳ là tốt mọi người. Và cái loài thạch sâm bô bọc tự nhiên này thì chất lượng thuốc cực kỳ là cao. Mọi người thấy chưa? Mọc rất là nhiều. Túa tủa luôn. Phía trên kia rồi mọi người. Mình sẽ quay cho mọi người thấy. Cái sâm bô này nó mọc cực kỳ là nhiều luôn. Loài này về làm thuốc thì tuyệt vời luôn mọi người. Đấy, phía trên này càng nhiều mọi người. Khu vực này cực kỳ là nhiều luôn. Đấy. Rất là nhiều mọi người. Loài này nhổ về lâm thuộc thì tuyệt vời. Nó mọc rất là nhiều, chí chít luôn. Cái này nó đã có hóa rồi mọi người. Hóa của nó đây này. Hóa của nó mọc thành từng bóng mọi người. Khu vực này, cái khe suối này nó khá là bằng phẳng, nên cây sâm bô này
nó mọc rất là nhiều và cũng tương đối dễ đi. Nơi đấy nó tạm thời ngắt mọi người này, để mình lên phía trên kia coi có con nữa hay không. Còn về bộ phận dùng thì cái xương bồ ta dùng rễ cũ của nó để làm thuốc. Cây thuốc này thì thu hái hầu như là quanh năm, thu hái về đem cắt bỏ các cái rễ cũ, rửa sạch rồi phơi hoặc là sấy khô. Còn liều dùng thì dùng từ 16 đến 30 gram dưới dạng thuốc sắc hoặc là hãm với nước sôi. Còn về tính vị thì theo đông y, xương bồ có vị cay, đắng, mùi thơm và tính ấm. Nó đi vào ba kinh, đó là tâm, đớm và can. Nó có tác dụng là giải độc, sát trùng, tán phong thấp, tăng cường chức năng cửu khiếu, làm mạnh tâm thần. Dùng lâu dài thì giúp kéo dài tuổi thọ. Nó thường được dùng để chữa đau dạ dày, chứng đầy bụng, phong tê thấp, ho lâu ngày, hen suyễn mãn tính, cảm lạnh, cầm khẩu, loạn nhịp tim, chân tay nhức mỏi, trẻ em kinh giãn, chứng trùng phong bài liệt một bên. Và dùng lâu dài thì giúp minh mẫn tinh thần và kéo dài tuổi thọ. Như vậy, thông qua video này, mình đã giới thiệu tới mọi người cây xương bồ cũng như một số công dụng của nó để mọi người tham khảo. Và đến đây, mình xin chào và tạm biệt mọi người.